bốc hộp sản phẩm. Bàn phím này giá thị trường hình như là 550.000, mình săn sale trên TikTok chỉ hơn 300.000. Hộp gồm có một giấy thông số bàn phím, thông tin các phím chức năng nữa. Đây, kèm theo một dây kết nối bàn phím với máy tính bằng Type-C. Đây bàn phím của chúng ta. Mình mua cái sản phẩm này layout là 61 phím, khá là nặng tay. Là Redwood. Nhờ ABS. LED xuyên phím luôn. Mình mới tập chơi phím cơ nên mình mua được hẳn. Nhựa này nó cũng tương đối mỏng chứ nó cũng chưa có hoàn thiện lắm. Đây, bàn phím này trong phân khúc giá rẻ Redwood. Cái đầu nãy nó cao. Mình sẽ thử đánh một đoạn văn bản. Okay.